Nhật Bản mang tới Copa America lần này tới 17 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, một Samurai còn non trẻ tuyệt đối không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt với một Chile cũng không còn ở đỉnh cao. Điều đó được thể hiện rõ trong những phút đầu tiên của hiệp 1 khi Nhật Bản sẵn sàng chơi đôi công với Chile. Lối chơi khoa học, có tổ chức của Nhật Bản khiến cho Chile gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc hiệp đấu với kết quả không. Không thì xuất phát từ pha đá Eric Bunga, cầu thủ đang khoác áo Bologna bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Chile ở phút 41. Bước sang hiệp 2, Nhật Bản đẩy cao đội hình hồng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng khi mục tiêu đó còn chưa làm được, họ lại để thua bàn thứ hai từ đường truyền lại của Isla bên cánh phải. Vargas đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Chile ở phút 54 sau tình huống dứt điểm bên ngoài vòng 16m50 chạm chân Tomiyasu, đổi hướng làm bó tay thủ thành Osako, và một lần nữa, Ayas Ueda bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Nhật Bản ở Copa America 2019 với pha đệm trượt bóng ở cự ly gần. Lần này, người tạo cơ hội cho anh vẫn là thủ quân Shibasaki. Phút 65, Nakajima bật tường với Kubo, tạo điều kiện cho tân binh của Real Madrid thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Chile và đối mặt với thủ thành Arias, nhưng anh lại dứt điểm không thành công. 5 phút sau, Ayas Ueda lại lần nữa cho thấy sự vô duyên ở trận này khi không thể băng vào tiếp bóng sau đường căng ngăn đầy nỗ lực của Kubo bên cánh trái. Thời gian tiếp theo, cả hai đội đều có sự thay đổi nhân sự, nhưng khi Nhật Bản vẫn chơi bế tắc thì Chile lại có thêm hai bàn thắng nhờ công Sanchez 82 và Vargas 83. Thắng chung cuộc 4-0, Chile tạm vượt qua Uruguay để vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm dù có cùng hiệu số.